Chè đâu đại ca ơi? Đây rồi. Em xin chè. Vừa mới mở hàng, cứ phải để người ta từ từ đã chứ. Nóng quá. Đại ca này, không biết đến bao giờ đời anh em mình nó mới bớt mức khổ nhỉ. Này, tôi bảo thật nhé, từ lần sau chú đừng gọi tôi là đại ca nữa nhé. Sao thế ạ? Mình làm ăn ở ngoài vỉa hè, nhưng mình là người lương thiện, có phải giang hồ đâu mà cứ mở mồm ra là gọi là đại ca. Không thể chấp nhận được. Đại ca, à, anh ơi, em thấy bây giờ nhé, có rất nhiều những doanh nghiệp trẻ thành đạt rất thích gọi như thế. Nghe cho nó giản dị mà. Này, mấy tay doanh nghiệp ấy có vấn đề rồi đấy. Sặc mùi chợ đen, chứ làm ăn chân chính không ai người ta làm như vậy đâu. Úi dồi ôi, em nói cho bác nghe nhá. Em chả biết là chợ đen chợ đỏ gì. Em chỉ biết là bây giờ nhá, em chỉ cần một nửa cái chợ đen thôi là em cũng cảm thấy đời em nó sung sướng lắm rồi. Chú muốn nửa cái chợ đen nghĩa là thế nào? Em nói bác nghe nhá. Vào một trưa hè nắng gay gắt, kìa, đấy, bỗng có một cô gái mướt mải mồ hôi dắt một chiếc xe đạp. Em mới lao vút ra, em dắt hộ xe cho cô ấy, sau đó mời cô ấy vào uống nước chè của bác. Đấy, việc của mình mà. Đúng. Sau đó thừa lúc cô ấy không để ý, em lấy cái dùi em xiên thêm cho một phát nữa. Lúc sau em tính tiền thành hai lỗ. Chết chết, chú làm thế là ăn gian làm dối đấy. Ôi giời ơi, ăn gian làm dối thì thực ra cũng là gian dối theo cái kiểu cỏ con. Có chết ai đâu mà bác cứ phải lo. Này, chú đừng nghĩ là cỏ con. Phương Tây người ta có câu: kẻ ăn trộm quả trứng chắc chắn sẽ là kẻ lấy trộm con bò đấy. Không. Về cái vấn đề này thì em hoàn toàn không đồng ý với bác. Sao? Thứ nhất, bò không bao giờ đẻ được ra trứng. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Thứ hai, em bơm vá xe đạp, bây giờ người ta có vần cái lốp ô tô đến bắt em vá, em cũng không vá được. Đúng không? Đúng. Thế có phải là ăn cỏ con không? Chú bao biện, chú biện minh thôi. Chứ thực ra tôi biết trong đầu chú bây giờ sắc mùi cám dỗ, sắc mùi sa ngã rồi đấy. Trời ơi gớm, bác cứ làm như em là gái 18 chính truyền thôi mà lại còn sợ bị sa ngã. Này, chú đừng đùa, sa ngã là không tha một ai đâu đấy nhá. Bác nói cái gì? Sa ngã nó không tha bất cứ ai á? Đúng. Thế tại sao nó không túm lấy em đi? Hả? Nào, sa ngã, nào mày túm lấy tao đi. Nào túm đi, túm đi mày. Thôi. Chú lại thích sa ngã đến thế kìa. Em nói cho bác nghe, chắc chắn sa ngã nó cũng phải có một vài ba cái lợi. Chính vì thế xã hội rất nhiều người sa ngã đấy thôi, đúng không? Chú không thể nhìn vào mặt trái của xã hội mà nói như vậy được. Chúng ta phải tự tin lên, phải nhìn vào những điều tốt đẹp, phải lạc quan, phải yêu đời, phải tự tin vào cuộc sống đi chứ. Này, có khách rồi kìa. Em chào hai đại ca. Là đại ca của mình. Này, bọn tôi làm ăn chân chính nhé, không phải xã hội đen đâu mà đại ca mới đại cốc. Có việc gì? Em đến em xin photo cái đơn xin trông giữ xe. Photo vào đây, photo đây. À, bác. Xem em cái đơn xin trông giữ xe. Trông giữ xe mà cũng phải làm đơn à? Vâng. Úi dồi ôi bác ơi, cái miếng này là ngon lắm đấy. Kể cái gì mà ngon, trông xe cũng vất vả, cũng dân lao động như anh em mình, đầu tắt mặt tối, có gì đâu mà ngon. Úi dồi. Bác nhầm. Ngày xưa đấy, em làm đủ nghề rồi. Ví dụ em đi bán phở này, em đi bán bún này, sau đó em mở cửa hàng băng đĩa này. Nhưng em gút lại không có nghề gì bằng trông giữ xe. Một vốn bốn lời đấy. Chết chết, trông giữ xe chứ có phải đi buôn đâu mà một vốn bốn lời hả chú? Này, còn hơn đi buôn ấy, ông này là ông còn khiêm tốn đấy. Không phải là một vốn bốn lời mà là một vốn 40 lời. Khiếp. Em trình bày với bác cái này nhá. Ông này nghe nhá. Nghe đi uống nước của anh. Ông này ông đầu tư được khoảng vài chục cái tích kê nhá. Vâng. Ngoạch ngoạc viết vài con số vào. Ép plastic, pẹt phát. Đúng chưa? Đúng rồi. Vài cuộn dây thừng, vài cái cọc sắt, pẹt một phát. Đúng chưa? Đúng rồi. Thu tiền thôi. Đấy là tôi còn khuyến mại cho ông vài cục phấn nữa đấy nhá. Đúng. À không, nhưng còn thiếu cái gì? Còn mấy cái ảnh 46 của em ở mặt sau vé đấy thôi. Em trường mặt em ra để em bảo đảm con đi. Xin lỗi ông nhé. Thế sao không kể luôn cái chuyện là nếu mà chẳng may mất cái xe nào đấy, ông chỉ đền người ta có 50% thôi. Nói chứ. Chả thế là gì? Này, em còn nói là không đền bao giờ. Em nói là đền 50% bao giờ. Em nói là để còn xác minh.
Chết. Làm ăn thế thì chết. Không có tí nào văn hóa cả. Không có văn hóa. Em hỏi bác nhá. Bác đi xem lễ hội, bác có phải gửi xe không? Có. Bác đi xem ca nhạc, bác có phải gửi xe không? Có. Bác đi xem bóng đá, bác có phải gửi xe không? Có. Chả nhẽ bác là người có văn hóa, bác lại phi thẳng vào trong rạp à? Bác phi thẳng vào trong sân vận động à? Thế em trông giữ xe ở ngoài, thế là em gần văn hóa còn gì nữa. Có nghĩa là em đồng hành với văn hóa đấy thôi. Còn chưa kể nhá, lắm lúc em trông giữ xe mà em đuổi đi còn không hết. Người ta cứ đến người ta van xin, bác ơi cho em gửi ở đây một lát. Lát nữa em quay lại, em lấy em trả tiền. Bao nhiêu em cũng trả. Được thế em cứ tăng giá vùn vụt. Có những người đưa xe ô tô đến nó bảo, này không được để xe dưới lòng đường nữa nhá. Người ta cẩu đi bây giờ đấy. Cẩu đi cũng được. Em cẩu đi em quay em xin. Còn bây giờ em xin trả tiền các bác. Bao nhiêu em cũng trả. Thế cơ mà. Bao nhiêu cũng trả. Ừ. Chết, nhưng chú làm thế là bóp cổ người ta. Làm ăn mà như thế, sớm muộn rồi cơ quan chức năng người ta cũng dẹp đi thôi. Dẹp? Có dẹp vào mắt. Hỏi ông này sao có dẹp được. Đúng thế bác ạ. Không dẹp được đâu. Bác có biết không, cái chỗ trông giữ xe đấy chỉ toàn con ông cháu cha mới được vào thôi. Thế à? Em nói cho bác nghe, đời thủa nhà ai trông giữ xe mà đây có cả nhiệm kỳ. Trông cái mặt búng ra sữa như thế kia nhá, em chắc chắn rằng phải tái đắc cử đến 3-4 nhiệm kỳ rồi đấy. Đúng đấy ạ, bác phải nói đúng đấy ạ. Cái chỗ đất đấy em không những phải đấu thầu này, em còn phải gian trận này, bày quân xanh quân đỏ như đánh cờ chứ. Bác còn chưa nghe cái chuyện này lạ lùng mà nó kỳ quặc. Có một cái mảnh đất kẹp giữa hai phường, không phường nào quản lý cả. Rồi. Thế là thôi, ông này cứ thản nhiên ra, ông ấy đóng cọc, ông ấy trăng dây, ông ấy lùa khách và ông thu tiền. Ồ, nhưng những cái chỗ ấy lấy gì đảm bảo người ta không gửi đâu. Úi giời, thế em hỏi bác không gửi đấy gửi đâu. Bác có dám để xe ngoài vỉa hè không? Không ai trông cả. Có dám để không? Thế nó bửa cho cái đèn, nó vặt cho cái gương ấy, quá tội. Lùa vào lúc bấy giờ bao nhiêu tiền chả phải giả. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Chết. Làm ăn như thế là không được. Vì lợi nhuận, vì đồng tiền. Chú làm thế là đồng tiền nó to bằng cái bánh xe của chú rồi. Không có lương tâm, không có tình người. Ông nói đến tình người á? Tôi hỏi ông đi lấy hàng về bán hàng, thế ông có phải gửi xe không? Ông sửa xe cho khách, thế khách có phải gửi xe ở chỗ tôi không? Bây giờ ông giáo huấn tôi về tình người đúng không? Tôi đến đây tôi photo cái tờ giấy này, ông không photo cho tôi, ông giáo huấn tôi về tình người đúng không? Đã thế tôi không photo nữa, tôi đi hàng khác thế thôi. Thế là thế nào?